ពីការធ្លាក់ថ្លៃដែលធ្វើឲ្យពួកគេបោះបង់អាជីពមួយនេះខណៈតម្លៃសត្វរពីងនៅលើទីផ្សារហក់ឡើងខ្ពស់បើយោងតាមវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាន់បង្ហាញថាសត្វរពីងគឺជារន្ធកសត្វពួកមួយរូបសន្តានស្រដៀងនឹងសត្វពីងពីងធំមានចង្កុំខុំធ្វើរន្ធនៅក្នុងដីពាត់សរសៃចាក់ស្រេះផ្ចិតមាត់រន្ធរពីងមានពីរយ៉ាងគឺរពីងគោមានរូបតូច សម្បល់ប្រភេទនិងរពីងក្របីមានសម្បល់ខ្មៅរូបធំជាងរពីងគោអ្នកស្រុកខ្លះហៅថាប្រវឹងបច្ចុប្បន្នសត្វរពីងត្រូវបានអតិថិជនខ្មែរនិងបរទេសចូលចិត្តបរិភោគខ្លាំងព្រោះសត្វប្រភេទនេះមានឱជារសឆ្ងាញ់និងជួយបង្កើនធម៌ពលក្នុងរាងកាយបរិវ័យកណ្ដាលម្នាក់ឈ្មោះកុនសឿនជាអ្នកប្រកបរបរជីកសត្វរពីងលក់ឲ្យឈ្មួញបន្ទាប់ពីទំនេរពីការងារជាកម្មករនៅក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូក្នុងស្រុកមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាឡាវិស
chập dọc một cái bọn này chia chấm bốn đôi ca bị bề môn tề. Bố đâm lại để chú môn đa tình, miền ca thật lại cho khắng. Mà giang nẹ phung đã đa rộng chỉ chú môi lốn vì môn nú, con ôm khnê chọc ở tràn đài. Chôn ca bị thằng ấy tự bày thằng ấy tớp lốt đa rộng chỉ mà đồng. Nhóm rô lpinh người sống rô chăm đấy, ngày nào rô ngày nào bán rô chờ bảy bốn đọc ngay rô bảy bốn đòn đấy, làm đòn đấy lên trong rô hết tiền cái đá làm lại cái thau cái đá bảy trăm tỷ đấy cái chụp chỉnh bây giờ dương mình đang giờ rồi ấy dương chỉnh bị ca nghe cái ngày nay dương chỉnh bán mùi pi cái dương xong tục tới lúc quân sư mình chạy thả và chập bón đâm lấy sát ở pin mùi cọ bá cho mùi đa tình chuẩn lọt vì bà mùi rồi riêng đó mùi bòn riêng hai cái sát nẹ tình đài bố nẹ chị ở pin nực nông phô mà đọc bỏ lúc mùi chùm nuốn bán chọc ó đó chứ nè lúc chị cơ quan đừng chọc tôi thương mà hốp bà chạm thắng ngay tại bàn đầu pin nhà lỡ mùi bà mùi rồi bà mùi rồi pin muốn mà bòn này chẳng mình là thả thải ở miền sơ miền kia râu tinh như được không ở lại kem sơ rô tinh phong hay vẫn có đặc biệt ở sơ miền rô tinh vẫn có ở bàn chích đấy bà có chích rô ta trong mà hộp cho cái gì bà ban cho ta hộp lục quần sướng bánh chè thả sạt ở rô pính cứ ruột nước non prey na đại miền sạt ong krong tràn pro vía chập sạt ong krong thưa chi à há hai run đặc bảo vía miền sạt sai ong bọc quất trong vinh bà dương chọn chính trai mơ đầm nơi đặc bảo vía cứ mình trai chích lơ run té pro vía ai đang bắt đàn hai mình nghi chích đào phong đài bà run lục pính bà dương chích trong run vía vía ai là lốp dương bà rô chấn dương đơn cầm hai là run viên ngô tân á đội viên chế viên trống viên ngô mà khăn này dương chích khăn này không tại đập bên chích máu rồi nấy vào bà chỗ đây thì bản thèm lời ní bà ra vây cẩn đá sợ là bài ách khá ban cô bên chạy pika chập sạt ở đập bình thà xem rập khai ní kê mình sơ chập sạt ở đập bình tì rúa chia ở đời bồng cốn ai sáng có mình ngày đầy rúa mê vía sang ngòng cà pia cốn khnồng rùn yu yu tớp chân mọc rọc trong đầy mà đồng sạt ở đập bình ní mình trâm tài si sạt ong corong mùi mộc bần đầu tế vía cô có kê si rư rục ở chết ở xuân nơi khăn cầm đầy phong đầy trong bộ rộng biếp chập sạch ở rộng bình vĩnh, cứ nghe xưa nè, bần tòa bình trị khởi hói, kế cơ tại dọc mê chơ vệnh, chạy rộng ở trong viên tứ. Viên nâng khám mê chơ nụ chuộp, hỏi dưỡng ai tiên mốc đòi xưa, tại có trời bảo dạch viết khám trọng đá, bước bước việc lắng, ai nôm ở dưỡng chọc chập bàn. Pinh kia rô, chẳng kì chơ rốt hói, pinh bông. Pinh khai nấy kia xe rô, bố ấy vì côn chẳng. Tiếp tục ở viên bà tòa bùi nhó. Bà. Chuẩn cá nè lục rôn tới chích tới lục dương ọt vô chơi ấy chứ cơ từ lục nặng đai tới với khăm ấy đập về dương vô chơi chứ cơ về rút chanh máu dương cọt chơi dương ai vô bàn lúc quân sướt bàn to tiệt thà cà rau bị dột từ thưa mà hộp ở hà bà trăm tháng ấy sát rô pinh có trai bàn kê chắp từ thưa chia ở sọt trăm xa số đòi kê miên chùm nửa tha à chùi bà chìa bá nâng miên à tha bà gió chân cho bố sọ cọp hiểm đôi chìa bẩm bạch chốc rồi đầy chướng bẩm bạch có vỡ ao trở trẻ nông khuôn trẻ đầm đòi lấy lúc chìm chẳng thí chìa nẹ lụa sát ở rô pinh nở hàng liếp cài sập bàm bồn skún nông sọc chương bây khát cầm bông chám bàn ấy đằng thà lúc chìa nẹ lụa sát ở rôn thạc á đôi chìa rô pinh khả đầm rấy nâng bộ phụ sọt là ất miên sạp, đôi chia chẳng rấn, khmol, đôi từ tua tinh bị chmuôn cẩn đá, đài từ tua tinh bị nẹ chích ta bản đạc hẹp xếm xếng, đôi chia khát công phong thống, bè vị hí, sẵn tránh, dốt một lụa bỏ đống chai chai nơi xôn ní, đôi sạch ở rộp bình rúa,
môi cơ bá thay 7.700 riêl tới 7.500 riêl. Hồi luộc chùm ấn, luộc vinh bàn môi cơ bá đầm lấy 4.000 riêl, rước khai sát khá là. Ai luộc bàn đầm lấy cơ bố chừng này. Nhông dô bì kê mọt đá mông. Lực bì khăn nàm bổng. Dô bì khăn phép hiếc tầng thế nhà năng cập phong thông. Tôi tính đó bà mà nó phình nè bổng. Tôi dô chôm tới tôi tính. Miên đi tham miên phép hỏi hợp bình cái dân dơ tam thằng thân á. ហើយទីញ៉ាំពីនោះមកតម្លៃ1,000 ដុល្លារតម្លៃ3,000 ដុល្លារ3,000 ដុល្លារបន្តទៀតថាក្នុងចំណោមសត្វល្អិតដែលលោកលក់ជូនអតិថិជនសត្វដង្កូវដុកដឿមានអ្នកចូលចិត្តខ្លាំងជាងគេបន្ទាប់មកសត្វរពីងកណ្ដូមចង្រិនកង្កែបបោកជាដើមលក្ខណៈណឹងឡាក្នុងមួយថ្ងៃលោកអាចលក់សត្វរពីងជូនអតិថិជន បានពី200ក្បាលឡើងទៅក្នុងចំណោមរបស់ហ្នឹងមួយណាដែលលក់ដាច់ដោកដឿដោកដឿដាច់ជាងគេបាទលក់ដាច់ដែរហ្នឹងបងតើដោយដែរយើងមើលថ្ងៃដែរក្នុងមួយថ្ងៃល្បាក់ជា2ពីរឡើងហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរការចូលចិត្តទទួលទានសត្វរពីងជាអាហារមិនថាតែភ្ញៀវខ្មែរក្នុងស្រុកទេសូម្បីតែភ្ញៀវបរទេសក៏ចូលចិត្តទទួលទានអាហារប្រភេទសត្វឱសថមួយនេះដែរ ចំពោះអ្នកប្រកបរបរផលិតឱសថបរិញ្ញសត្វរពីងប្រៀបដូចជាប្រទាលថ្នាំមួយមុខដែរពេលគេចាប់បាននៅរស់សត្វរពីងភ្លើងខ្លះហៅរពីងតោគេយកទៅត្រាំស្រាសហើយលាយជាមួយផ្លែឈើទុករយៈពេលមួយខែឬ2ខែទើបយកមកបរិភោគដើម្បីបំបាត់អាការៈចុករួយដៃជើងនិងបាត់ក្អកសត្វរពីងគឺជាអាហារសម្រាប់ញ៉ាំផងនិងប្រើជាថ្នាំឱសថបរិញ្ញផង បើគេយកទៅធ្វើអាហារភាកច្រើនបំពងលីងឬយកទៅអាំងឲ្យឆ្អិនហើយបុកជាមួយម្ជូរក្រសាំងមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់